nhật cho các bạn buổi tối ngày hôm nay. Chỗ tại Ajax chỗ mình nhá. Bão tuyết. Bão tuyết xem thế nào. Ây giời ơi. Mạnh lắm. Đây bão tuyết tại Canada ngày hôm nay đây. Cập nhật buổi tối. Tình hình buổi tối. Mạnh quá. Bão tuyết đấy các bạn ạ. Ra cào xe. Xe không có gì. Đây. Tình hình bão tuyết buổi tối. Này bão tuyết này các bạn này. Đi ấy chợ. Đấy. Lại năm gió. Tuyết rồi rồi các bạn. Buổi tối Canada. Đây là khu chỗ mình làm nhé. Tiệm. Và tiệm. Vắng tanh như này. Tí mau tiền đây này. Mình quay một tí cho các bạn cập nhật tí. Rồi mình tắt máy đi ngay này. Số bỏ quá. Bảo tuyệt đấy các bạn ạ. Tê tái mặt mũi. Ôi, các bạn này. Đấy, chỗ mình làm đấy. Tê tái. Về thôi, bây giờ mình về rồi. Chính là mình về đấy. Mạnh lắm, mạnh lắm. Thôi, mình chuẩn bị tắt máy, mình vào xe. Đấy, mạnh quá. Quay cho các bạn xa này. Lạnh quá. Thôi, mình vào xe đây, không quay ở ngoài được. Mạnh lắm. Ôi trời ơi. Mạnh quá, vào xe. Đây các bạn nhìn theo. Tay mình run. Vào xe. Không chịu được. Come on. Come on. Ôi giời. Nó đóng băng. Nó đóng băng cánh cửa. Không mở được các bạn. Ôi lạnh quá. Ôi. Lạnh quá các bạn ạ. Cũng quay nữa rồi. Thôi nhá. Đây. Mình phải lái xe vào đón. Đón vợ mình nhá. Ôi lạnh quá. Đấy, đợi anh tí mình lái xe gần nó tiệm này. Không một tí mình tắt máy đi rồi. Mình bài các bạn rồi lạnh lắm. Bão tuyết dã man luôn ấy. Trời hôm nay các bạn ạ. Đấy. Xem nhìn nó có cảnh báo va chạm đấy. Nó có cảm biến. Đấy, bão tuyết đấy. Tuyết nó rơi vào cái cảm biến đấy các bạn. Nó rơi vào cái cảm biến nó kêu. Trước cửa tiệm mình lạnh lắm mọi người ơi, gió to lạnh nữa. Đồ tiệm mình này đón hai chị em mình này.
quay thêm tí nữa đi. Ok, tí chị mình ra mình quay tiếp ở ngoài đường nữa nhá.